Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo Đàm Ngọc Chính 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 2 năm 2020, Chính bị chuyện mua được nhiều căn hộ khu chung cư nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Hòa Khánh tại quận Liên Chiểu của công ty cổ phần Địa ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước và chỉ cần đặt cọc với mức giá rẻ, người mua sẽ sở hữu được nhà ở. Thậm chí Chính còn hứa làm giúp thủ tục thế chấp vay ngân hàng, mua căn hộ cho các trường hợp khó khăn. Để củng cố lòng tin, Chính và hai cò đất tổ chức đưa hơn 22 bị hại đi xem căn hộ và nhận cọc mỗi căn từ 40 đến 80 triệu đồng. Thấy nhu cầu ngày càng cao, Chính bắt đầu nâng giá cọc lên từ 140 triệu đến 190 triệu đồng trên một căn. Trước hội đồng xét xử, Chính thừa nhận cho đến thời điểm bị phát hiện đã lừa đảo 22 bị hại, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.